Dạ vâng, thân mến chào tất cả mọi người. Hôm nay thì bên mình có về đến những cặp loa và những con đẩy bãi của thương hiệu B&B. Hàng về theo combo. Tổng số lượng bao gồm có 3 cặp loa full bass 30. Loa combo đeo là CSS2012C và một cặp loa full bass 25, combo đeo là CSS2010C. Và về kèm với những cặp loa thì có 3 con đẩy cùng hãng B&B. Cả 3 con đẩy này đều combo đeo là DAP8000. Đây là cái model đẩy khá là hiếm và hàng mới thì có giá rất là cao, khoảng trên 20 triệu đồng một con. Lát nữa thì mình sẽ đi quay chi tiết và báo giá của những con đẩy này. Vâng, và trước tiên thì xin kính mời mọi người cùng đi xem về những cặp loa. Ở đây thì có 3 cặp loa Bass 30, combo đeo là CSS2012C. Những cặp loa này về trong tình trạng là zin và đẹp xuất sắc, từ thùng vách cho tới nội thất bên trong của loa Bass, loa chép và phân tần. Mình sẽ đi quay chậm và quay chi tiết để mọi người có thể đánh giá về độ đẹp của những cặp loa này. Một thương hiệu loa khá là nổi tiếng, B&B, hoặc là chúng ta hay gọi là BMB, thương hiệu âm thanh đến từ Nhật. Thùng loa này, thùng này là sơn zin, đây còn vẫn còn bụi này, cái bụi này chỉ lau là sạch nhé. Thùng sơn zin, cái chất sơn của BMB nó rất là đặc trưng, mà tất cả những cái dòng sơn thường là không thể làm được. Nó có cái độ nhám nhưng rất là mịn, rất là đẹp. Đây chỉ là bụi bẩn nên là lau sạch này. Thế còn cái sơn là còn rất là đẹp nhé. Thùng thì có kiểu dáng là thùng cân. Với cái model CSS2012 thì đã có rất nhiều đơn vị bán và các anh em cũng đã giới thiệu rất là chi tiết rồi. Còn số lượng thì hôm nay bên mình có về được 3 cặp thôi. Hai bên thì có hai tay sách để chúng ta vận chuyển loa. Mặt trước là lưới e căng bằng sắt và có thể nhìn được vào bên trong miệng của loa bass và loa chép. Đây là có hai cặp. Để đây là có hai cặp và bên dưới này mình có tháo ra một cặp là ba cặp. Và có một cặp loa bass 25, model là CSS2010C. Cặp bass 25 này cũng rất là đẹp. Và đây thì chúng ta cùng đi xem về phần nội thất bên trong của loa bass, loa chép của cái dòng loa này. Ở đây là củ loa bass này, hàng xịn chính hãng của B&B. Ở trên loa bass thì có tem, đây là mực được bắn bằng laser B&B. Model của cái đời bass này là CR30037-0. Công suất của loa bass này là 500W, trở kháng là 8 ohm. Mã là K2PIE. Nó là loa bass 30. Xương của loa bass thì là đặc trưng của cái dòng BMB rồi. Xương rất là đẹp nhé. Hai cặp kết nối đi vào trong côn, đi vào râu và đi vào trong côn loa. Cặp loa rất là đẹp ạ. Và cái loa model CSS2012 này thì hàng mới nó cũng có giá rất là cao. Trước đây thì ở Việt Nam mình mà có một số đơn vị bán với cái mức giá khoảng gần 50 triệu đồng một cặp hàng mới. Cái hàng bãi này thì nó có giá khá là tốt. Lát nữa thì mình sẽ đi báo giá của những cặp loa này. Cái màng này rất là đẹp nhé, màng rất là đẹp và keo dưỡng gân cả hai mặt thì nó còn rất là mới nên nó còn rất là ướt này. Đó, xương này rất là sắc nét phải không ạ? Và từ của BMB Bass 30 nó khoảng từ 19, từ 19 và côn là côn khoảng 76. Từ rất là đẹp và các đường keo thì được làm đổ rất là sắc nét rồi. Và trong tất cả các dòng loa thì BMB họ làm thì thường rất là trau chuốt từ hình thức cho đến các phần keo cốn thì họ làm rất là sắc nét. Và phía bên trong kia là nhện và keo củ côn. Keo củ côn là keo màu bã trầu, giống với cái dòng loa loa lầm của một số đời của dòng BMB. Đó, keo của côn này và keo nhện này. Nhện là màu vàng nhạt. Và đây là mặt trước của loa bass. Và đây thì bên mình đã dán tem của bên mình vào tất cả các củ loa để sau này bán cho quý khách thì sẽ đảm bảo được rằng là đó là hàng của cửa hàng bên mình và sẽ đảm bảo được chất lượng của sản phẩm khi bên mình bán ra. Ở đây là mặt trước của loa bass này. Lắp phơ thì có logo của thương hiệu B&B. Lón upper này.
Gân sử dụng là gân vải tẩm dầu và có hai sóng. Màng thì còn rất là mới nhé, màng còn rất là mới và đẹp. Đặc biệt cái gân này này, cái keo này là keo zin của hãng nhé, keo zin của hãng đó, nên nó còn rất là mới, nên cái keo dưỡng gân này nó còn rất là ướt này. Nếu keo này sử dụng loa sử dụng nhiều thì keo dưỡng gân này nó sẽ không được ướt như thế này nữa đó. Cái điều này chứng tỏ là cái loa này sử dụng rất là ít nên nó còn rất là mới này, đen bóng luôn, sờ nó còn dính tay nhé. Màng khá là đẹp rồi. Đó là về củ loa bass. Ở đây là củ loa chép. Loa chép của BMB thì nó rất là chất, đặc biệt là cái quãng này. Quãng này nó rất là dày. Ở đây là tem của cửa hàng bên mình, HT Audio, Hoàng Tuyến Audio. Loa chép có mã là 35-120-045-045-01. Đây là cái mã của loa chép này. Loa chép có công suất là 45W, trở kháng là 8 ohm, thương hiệu BMB. Hai cọc kết nối đi vào trong côn loa, loa rất là đẹp. Và trên từ thì cũng có số mã này. Loa chép, cái củ loa chép này cầm nó rất là nặng. Họng thì tuy nhiên mà họng nhựa nhưng cầm nó rất là nặng. Chép rất là đẹp không ạ? Họng nhựa này, cái họng này thì nó rất là dày, mọi người thấy nó rất là dày nên cầm nó rất là nặng. Và trên cái miệng của họng loa chép thì cũng có tên của thương hiệu BMB. Đó. Đây chỉ là những cái bụi nhé, cái bụi này là lau là sẽ hết này. Hàng bãi về thì còn nguyên, bên mình chưa có sơn xịt gì lại. Lô loa này thì rất là đẹp, nó về kèm với đẩy. Và ở cái phần này này, dòng BMB xịn này thường thì có cái ở hai cạnh của họng của loa chép này thường có hai cái lớp dạng như là băng dính hai mặt ấy. Ở trên này cũng có tem này, có CD này. Ở trên họng của loa chép cũng có CD. Đây như một cái lớp băng dính hai mặt ấy. Mình chưa hiểu tác dụng là họ dán hai bên này để làm gì. Cảm giác như là để tiêu âm thì phải. Và phía bên trong thùng này là bông tiêu âm và cấu trúc thùng. Ở đây là bông tiêu âm nhé. Bông tơm sử dụng bên trên này là bông lỉ này, bông dạng lỉ nhé. Và phía bên dưới này là bông mút, dạng bông mút màu trắng này. Ở đây là cái mảng phân tần của model CSS2012C bass 30. Và cái model CSS2010C thì cái phân tần nó cũng gần giống như này. Ở đây là trong phân tần thì có các linh kiện rất là đẹp và nó cũng rất là mới. Trông nó như mới tinh luôn, rất là đẹp không ạ? Phần tần của BMB, những cái dòng loa full này thì họ làm rất là trau chuốt nhé, khác hẳn so với những cái dòng loa nằm ngày trước. Đây là cuộn cảm dành cho bass này. Đó, và những con trở này, những con tụ thì đều đến thương hiệu MPT, tụ rất là đẹp. Những cuộn cảm nhỏ này, con này bảo vệ cho loa chép này. Và những con chở to, có hai con chở này rất là to và những con chở nhỏ mên mạch thì rất là đẹp. Đó là tổng thể phân tần của BMB với cái linh kiện này, nhìn nó rất là khôn và chất. Ở đây là những cái dây loa đi kết nối ra loa bass và loa chép. Loa chép thì được cái dây ra loa chép thì ở đây thì họ có thiết một cái đai đây. Đó, để cho nó gọn, nó không vướng víu dây. Và chất liệu làm thùng được làm bằng gỗ tự nhiên. Và các loại gỗ này thì sẽ được lạng mỏng khoảng 2 ly và ép lại nhiều lớp với nhau. Đó là về cấu trúc thùng của loa BMB. Và đây là các thông số ở mặt sau. Thông số mặt sau, tem của cái đầy này là tem màu đỏ này. Tem màu đỏ, tem này thì cũng giống ở bên dưới cái đầy nhé. Ở đầy thì cũng có cái tem này. BMB model CSS2012C. Cái tem này còn rất là mới, như mới tinh luôn. Đáp ứng giải tần từ 50Hz cho tới 20.000kHz. Công suất đây là công suất đỉnh rồi. Công suất max là 2.000W. Nó trở kháng là 8 ohm. Ở đây thì được viết bằng chữ tiếng Anh và chữ tiếng Trung. BMB International Corps. Ở đây là series của từng loa này. Loa này thì công ty thì hiện tại đã được đặt tại Made in China Trung Quốc, nên loa chuẩn phải ghi là Made in China. Nếu mà ghi là made in
Japan thì là hàng fake nhé. Hay còn đây là hai cái jack new chip để đi vào loa và một đường link cho một loa khác. Tem BMB ở trang web của hãng này, www.bmb.com. Cái tem này thì hàng nhái thì nó nào cũng rất là dễ thôi. Chúng ta chỉ đọc cái thông số ở đây thôi, chứ căn cứ vào cái phần nội thất và ủ loa cộng với những kinh nghiệm thì chúng ta có thể là đánh giá được là hàng xịn hay hàng fake thôi. Thế còn đây là một cặp loa Bass 25. Cặp loa Bass 25 có thùng rất là đẹp. Đây là một loa này. Ở phía bên trên này là một loa. Cặp loa này cũng có thùng rất là đẹp và kiểu dáng là thùng cân. Logo của thương hiệu BMB. Và cái tem này chúng ta có thể xoay được nhé. Để đứng hoặc xoay ngang đều được. Và trong này thì cũng có logo thương hiệu BMB ở cái lón upper của loa Bass. Họng loa chép. Loa Bass 25 có model là CSF 2010C BMB, hai đường, một đường vào và một đường link ra loa khác bằng jack new chip. Loa Bass 25 cũng đáp ứng giải tần từ 50Hz cho tới 20.000kHz, cũng tương đương với loa Bass 30 đấy. Công suất là đỉnh là 1.200W, trở kháng là 8 ohm. Và các thông số thì cũng tương đương. Cái tem này là tem màu xanh, tem xanh với tem đỏ thì nó như nhau thôi nhé. Nó sẽ đi theo đôi theo cặp. Và mình cũng xin báo giá của những cặp loa này để quý khách có thể nắm được. Với một cặp loa Bass 30 của BMB hàng bãi model là CSS 2012C thì bên cửa hàng nhà mình giao bán với cái mức giá hàng bao đẹp đấy nhé. Hàng bao đẹp xuất sắc. Những cặp loa này là đẹp xuất sắc đấy. Gần như là mới tinh. Chỉ chiếu hộp thôi. Thì bên mình sẽ giao bán với cái mức giá là 18 triệu đồng một cặp. Ở giá bán này thì tại cửa hàng chưa bao gồm phí vận chuyển. Và những cặp loa Bass 25 có model là CSS 2010C thì bên cả nhà mình sẽ giao bán với cái mức giá là 10 triệu 500 nghìn đồng. Đó là cặp loa Bass 25. Và tiếp theo thì xin kính mời mọi người cùng đi xem về những cục đẩy bãi hai kênh. Đây là đẩy bãi hai kênh cũng đến từ thương hiệu BMB. Những cục đẩy này đều có model là DAP 8000. Đây là cái model đời rất là cao của cái dòng đẩy họ nhà BMB. Cái số lượng cái dòng đẩy này trên thị trường thì rất là hiếm nhé. Rất là ít đơn vị bán cái dòng đẩy này. Cái model DAP 5000 thì có, cái model còn model DAP 8000 này thì gần như là chưa có. Rất là hiếm, chỉ có hàng mới thôi. Hàng bãi thì chưa thấy có nhiều. Ở đây là hình thức mặt trước của cái dòng đẩy này. Mặt trước thì thiết kế cũng khá là đẹp. Rất là hầm hố phải không ạ? Có tem logo của thương hiệu BMB. Hai bên là hai cánh để khe này để hút gió bên trong làm mát cho máy. Ở giữa thì có một khoang màn hình. Màn trên màn hình này sẽ hiển thị các thông số như là nhiệt độ và âm lượng cho từng kênh. Và có các phím để cài đặt. Hàng vừa mới về, bên mình mới chỉ vệ sinh qua thôi. Chưa có sấy khô nên là chưa dám cắm điện. Những con đẩy này thì bên mình sẽ vệ sinh sạch sẽ và sau đó thì sẽ sấy khô trước, sau đó thì mới cắm điện mọi người nhé. Cái hàng về thì chưa sấy nên bên mình cũng chưa dám cắm điện nhé. Ở trên này thì có điều chỉnh được cho kênh trái và kênh phải, mute khóa tiếng này, mute khóa tiếng này, menu cài đặt. Về cái phần menu trong này thì chắc là chúng ta sẽ cài đặt được về công suất này và giới hạn được âm lượng cho từng kênh. Ở đây thì có một cái chiếc áp tổng. Khi chúng ta xoay chiếc áp này thì vừa để cài đặt, chiếc áp này là vừa nhấn được này, chiếc áp vừa vô cực nhấn được để chúng ta cài đặt và tăng giảm âm lượng. Tăng giảm âm lượng thì sẽ hai kênh thì sẽ xoay chung cái chiếc áp này, mặt trước của đẩy và mặt sau. Mặt sau có tem của BMB, model là DAP 8000, điện áp là từ 220. Điện áp sử dụng là từ 220 cho tới 240V. Đây là cái thông số của điện áp này. Và đây có ghi công suất là 2800W. À, mình nghĩ đây là công suất tiêu thụ thôi. Được sản xuất tại Mid-Inchler. Công suất của con đẩy này thì nó đạt là 800W một kênh. Như hãng công bố trên trang web của hãng ấy, cái model đẩy này thì công suất của nó đạt là 800W một kênh. Khi ghép loa trở kháng là 8 ohm. Và khi chúng ta gạt cái chế độ là bridge, trụ hai kênh là một, thì con đẩy này nó sẽ đạt là 2000W.
Và có cách lưu ý là khi chúng ta gạt chế độ là chụm hai kênh là một bài thì chỉ cho phép đánh với loa trở kháng là từ 8 cho tới 16 ohm. Khi gạt là công suất bài chụm hai kênh là một thì chúng ta không được đánh nhá. Với loa là dưới 8 ohm mọi người nhé, sẽ gây hư hỏng đẩy đấy. Và có hai kiểu jack đi ra loa bằng jack điều chỉnh hoặc là jack xoáy cài. Ở đây thì cái jack nguồn này, cái lỗ fix để cắm nguồn thì có thêm cái kẹp này, cái kẹp này để khi chúng ta cắm cái dây nguồn vào đây thì chúng ta kẹp cái dây xuống để nó giữ cái dây nguồn cho chắc. Đó, cái này thì rất là thông minh và một số hãng khác lớn cũng chưa làm. Thế cái này thì là cái điểm cộng cho cái thương hiệu BMW này. Mình thấy cũng có một số hãng làm rồi, nhưng mà thương hiệu BMW làm này thì cũng rất là thông minh và nó giúp cho là cái phần jack này nó luôn luôn giữ rất là chặt, nó không bị tuột, tiếp xúc tốt, đảm bảo cho máy hoạt động là không bị mo ve. Và có các đường input đầu vào bằng jack Calon hoặc là jack AV, có hai kiểu đầu vào này, và có đường link ra một lo khác bằng jack Calon. Các công tắc gạt các chế độ Sitter, Blind, Bolo. Con này thì có lớp gạt để cắt giải thấp để lại giải cao. Đó, cắt giải thấp để lại giải cao nhé. Lớp gạt tiếp mát này. Đó là tổng thể phía sau. Và tiếp theo là phần nội thất bên trong. Mình sẽ quay qua một chút về phần nội thất bên trong. Đó, sản phẩm này là hàng bãi, đã được qua sử dụng, tuy nhiên thì các linh kiện cũng còn rất là đẹp. Ở đây thì chúng ta thấy là hãng làm cũng rất là ngăn nắp và gọn gàng, đặc biệt là rất cẩn thận. Dây thì đều được đi gen. Biến áp sử dụng biến áp xuyến, và biến áp này có đường kính khoảng 18 cm. Và con đẩy này nó chạy công nghệ mạch là Class G, nó sẽ đánh ở 3 mức điện áp. Nó sẽ khác với lại công nghệ mạch Class H một chút thôi. Class H thì có 2 mức điện áp, còn con này thì nó sẽ đánh ở 3 mức điện áp. Lát nữa thì mình sẽ đọc về cái thông số điện áp và cái biến áp này. Đây là biến áp xuyến này, biến áp chính của máy. Khu vực phía sau này là khối khởi động mềm trước khi cấp điện AC 220 hoặc là 240 đi vào biến áp này. Một số đơn vị bán thì lại bảo đây là cái phần khối nguồn xung. Như vậy là không đúng mọi người nhé. Đây là cái phần khối động mềm và lọc điện AC đầu vào cho máy. Biến áp và cầu diode thì được bắt ở trên một cái thanh nhôm này để làm mát cho những con cầu diode. Và đây là khối tụ lọc nguồn. Con đài này sử dụng cũng khá là nhiều tụ, 2, 4, 6, 8, 10, 12 tụ cho hai vế. Tụ ở đây thì còn rất là đẹp. Tụ có dung lượng là bao nhiêu vôn đấy? 63V, 12.000 microfarad. À, có hai loại tụ đấy. Có loại tụ là 63V, 8.200 microfarad. À, xem có phải không ạ? À, 80V, 8.200 microfarad. Và ở đây thì có những con tụ là 63V, 12.000 microfarad. Được lắp xen kẽ nhau nhé. Tổng là 12 tụ. Và khối này là khối DSP, xử lý tín hiệu đầu vào. Và cái phần màn hình thì sẽ kết nối với cái bo này. Sẽ được điều khiển bởi cái bo này. Với các linh kiện này rất là hiện đại và chất lượng của BMW. Và đây là sò thì được làm ở bên trong. Bên dưới cái mặt là những cái thanh hai thanh nhôm tản nhiệt này, sò sẽ được nằm bên dưới nên mình sẽ không tháo ra và đếm sò nữa. Nên chúng ta thì đếm sò thì là chỉ đếm lấy thủ tục thôi, thế còn không giải quyết được cái gì nhiều. Công suất họ đưa ra ở hãng rồi. Quý khách có thể vào trang web của Bảo Châu thì có thể là gõ là đẩy công suất BMB model là DAP 8000 thì sẽ ra cái model đẩy này. Bên Bảo Châu đang bán với cái mức giá là 22.800.000 một con đẩy hàng mới nguyên hộp. 22.800.000 một con, hàng mới nó có giá cũng tương đối là cao đấy ạ. Và hàng bãi này thì bên nhà mình sẽ giao bán với cái mức giá là 7.000.000 một con. Hàng bao đẹp như trong video mình đang quay đây, và bao zin 100%, bảo hành là 12 tháng để quý khách yên tâm sử dụng. Và công suất của con đẩy này nó đạt là 800W một kênh, như hãng công bố ở trên trang web ấy, là 800W một kênh khi ghép loa trở kháng là 8 ohm, và 2000W một kênh khi ghép ở chế độ là bridge chụm hai cái vế công suất là 1. Với con đẩy này thì chúng ta có thể sử dụng để ghép với hai cặp loa full bass 30 cùng một lúc là đánh ok. Hai dưa le đóng mở. Dạ vâng, và đây là cái thông số điện áp ở trên được ghi ở trên cái biến áp của cái dòng đẩy này.
Con đài này thì như mình nói thì nó chạy công nghệ mạch NCDAT-G, thì nó sẽ có 3 mức điện áp là 48V đối xứng này, 0V này là điện áp trung này, và 71V đối xứng này, và 108V đối xứng. Khi chúng ta mở tín hiệu nhỏ thì nó sẽ sử dụng cái điện áp là 48V. Khi chúng ta mở tín hiệu nó to hơn một chút thì nó sử dụng cái điện áp là 71V để khuếch đại công suất loa. Và khi chúng ta mở tín hiệu lớn thì nó sẽ sử dụng cái điện áp là cao là 108V. Cái điện áp 108V này cũng khá là cao, nên công suất của nó đạt 800W thì chắc chắn là có dư so với con đẩy này. Và đây là phía bên dưới đẩy. Phía bên dưới của đẩy thì cũng có tem của BMB ở phía bên dưới lắp đẩy nhé. Cả ba con thì đều có tem của BMB này. Cái tem này thì giống ở đằng sau của loa đấy. Tem là tem màu cam. Dạ vâng, vừa rồi thì mình có quay giới thiệu và chi tiết về loa và cục đẩy của thương hiệu BMB. Quý khách nào có nhu cầu mua loa hoặc đẩy của thương hiệu BMB thì hãy vui lòng liên hệ bên mình có số điện thoại là 0826252688, hoặc quý khách có thể đến trực tiếp cửa hàng có địa chỉ tại Phú Lẻ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình để xem và test trực tiếp và về các sản phẩm loa và đẩy của thương hiệu BMB và các thiết bị âm thanh khác. Và clip này thì cũng hơi dài một chút. Và xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Và xin cảm ơn tất cả mọi người.